Cảm ơn Chúa, xin kính chào quý bà anh chị em. Chúng ta lại được gặp nhau ở cái chỗ quen thuộc, lại ngồi để cùng học với quý bà anh chị em Kinh Thánh mỗi buổi sáng. Để bắt đầu thì giờ hôm nay chúng ta cùng hiệp chung trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, trao thương của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn đồng hành với chúng con. Và cảm ơn Chúa Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng con. Xin Chúa mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con để chúng con nghe được sự dạy dỗ của Ngài, để chúng con hiểu được, chúng con làm theo, để cuộc sống của chúng con được phước, chúng con tạ ơn Ngài. Xin dẫn dắt chúng con trong lời của Ngài. Tạ ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay thương của Chúa, chúng con chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng nay lại sẽ đi về quê sớm, cho nên sẽ học Kinh Thánh sớm với quý ông bạn chị em, và sẽ phát lại vào lúc 6 giờ để quý ông bạn chị em cùng xem. Bây giờ xin chúng ta cùng nghe bài học sáng hôm nay. Bài học buổi sáng hôm nay có đề tựa là tai để nghe, trên trang web bài giảng tin lành .com. Chúng ta cùng nghe. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hàng Ngày, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Tai để nghe, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Jeremy đoạn 5 từ câu 18 đến câu 23. Đức Giê-hô-va phán: Dù vậy, trong những ngày đó, ta sẽ không tận diệt các ngươi đâu. Khi dân chúng thắc mắc, tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta lại giáng mọi điều này trên chúng ta, thì ngươi hãy nói với họ rằng: Các ngươi đã lìa bỏ ta và phục vụ các thần ngoại ngay trong đất mình thế nào, thì các ngươi cũng sẽ phục vụ các dân ngoại trong xứ không thuộc về các ngươi thể ấy. Hãy loan báo tin này cho nhà Gia-cốp, công bố nó trong Giu-đa. Hãy lắng nghe, hỡi dân dại dột kém cỏi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi không kính sợ ta, không run rẩy trước mặt ta sao? Ta là đấng đã lấy cát làm ranh giới biển, một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua. Sóng có động cũng không thắng được, biển có gầm thét cũng không tràn qua nổi. Nhưng lòng dân này bướng bỉnh và phản loạn, chúng tẻ tách và đi riêng. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Jeremy đoạn 5 câu 21. Hãy lắng nghe, hỡi dân dại dột kém cỏi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Nữ diễn viên Diane Kruger được trao cho một vai diễn mà sẽ làm cho tên tuổi của cô được biết đến. Nhưng cô phải đóng vai người vợ và người mẹ trẻ mất đi chồng con, mà bản thân cô chưa từng chịu sự mất mát như vậy. Cô không biết liệu mình có diễn như thật được không. Nhưng cô đã nhận lời, và để chuẩn bị cho vai diễn, cô tham dự những buổi gặp gỡ khích lệ dành cho những người đang ở trong trũng đau đớn tột cùng. Lúc đầu, cô đưa ra những suy nghĩ và đề nghị khi những người trong nhóm chia sẻ câu chuyện của họ. Giống như hầu hết chúng ta, cô muốn giúp đỡ. Nhưng dần dần, cô ngừng nói và bắt đầu lắng nghe. Chỉ khi đó, cô mới thật sự đặt mình vào vị trí của họ. Và nhận thức đó đến bởi việc cô đã sử dụng đôi tai. Điều tiên tri Jeremy buộc tội dân sự là họ đã không dùng đôi tai của mình để nghe tiếng Chúa. Ông không nói vòng vo mà gọi họ là dân dại dột kém cỏi. Chúa liên tục hành động trong cuộc đời chúng ta để truyền đạt lời yêu thương, sự hướng dẫn, khích lệ và quở trách. Cha Thiên Thượng mong muốn bạn và tôi học hỏi và trưởng thành, và chúng ta được ban cho đôi tai để làm điều đó. Liệu chúng ta có sử dụng đôi tai để lắng nghe tấm lòng của Cha Thiên Thượng không? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha, con tin rằng Ngài luôn luôn phán dạy. Xin tha thứ cho sự cố chấp của con khi nghĩ mình có mọi câu trả lời. Xin mở tai con để con biết lắng nghe. Amen. Đôi tai sẽ giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin nếu chúng ta biết lắng nghe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm Lời Sống Hàng Ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread.
Cảm ơn Chúa. Sau này khi nghe bài học này lại nhớ hồi dưới quê, lại dưới quê cái thời mà lại còn nhỏ đó, thì lại hay nghe những bậc phụ huynh, cái này là có thật cho nên lại nói, những bậc phụ huynh mà la con của mình, có những đứa con ngỗ nghịch mà nói hoài nó không nghe, thì ông bố ba ở dưới quê hay lấy roi đánh mà nói mày điếc hả mày, sao mày không nghe, mày điếc hả? Mặc dù đứa con nó không có điếc, đúng không, đứa con nó không có điếc mà nói hoài nó không nghe, đến độ phải đánh nó mà chửi nó đến như vậy á, mày điếc hả mày, chửi nặng lắm á, vậy mà nó cũng lì không nghe. Thì dân sự của Chúa ngày xưa cũng vậy, Chúa nói hoài không nghe, nhắc nhở hoài không nghe. Cái điệp khúc mà lặp lại liên tục đó là gì? Là phạm tội. Xong Chúa phục hồi, Chúa phạt xong rồi thì bắt đầu ăn năn quay lại với Chúa. Chúa phục hồi xong rồi phạm tội xong rồi Chúa lại phạt xong ăn năn lại được phục hồi rồi lại như vậy. Và cái điệp khúc đó dường như là bây giờ cũng lặp lại trên cuộc đời của chúng ta. Ngày xưa Chúa dùng dân khác để đến đánh chiếm và bắt dân sự của Chúa làm nô lệ, làm phụ tùng để cảnh cáo họ. Và khi trong cái sự đau đớn, cái sự khốn khổ làm phụ tử đó, thì họ mới ăn năn quay lại với Chúa, và Chúa thấy được tấm lòng ăn năn của họ, Chúa tha thứ, Chúa phục hồi. Còn ngày hôm nay chúng ta thì thời đại của chúng ta thì không có bị chiến tranh, không có bị bắt làm phụ tù. Vậy Chúa dạy chúng ta bằng cách nào? Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta đang sống trong cái giai đoạn phải nói là vô cùng phước hạnh, bởi vì chúng ta sống trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ ân điển. Thời kỳ mà Chúa Giê-xu đã đến thế gian chịu chết vì có tội lỗi của chúng ta. Rất là sướng, rất là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta cũng không hưởng. Chúng ta vẫn đi theo cái điệp khúc. Một cái điệp khúc đó là chúng ta trở thành con gái của Chúa. Rồi chúng ta lại phạm tội. Phạm tội xong thì bây giờ Chúa không có cho lưu đày, nhưng mà Chúa nhắc chúng ta bằng lời của Ngài. Qua là một sự giảng, qua việc chúng ta đọc kinh thánh, rồi qua sự khó khăn trong công việc, những nan đề chúng ta gặp, Chúa đưa đến. Hôm qua lại học kinh thánh online với ông mục sư Lê Văn Xanh, các bạn cảm ơn Chúa, ông dạy về bài học tình yêu thương và tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Ông hỏi mỗi người có một cái bài học nào để chia sẻ về cái việc mà Chúa cho roi cho vọt. Im lặng hết trơn, ngài nói lại dám hứa rằng tất cả mọi người đều có ở trong cuộc đời của mình, luôn luôn có một lúc nào đó Chúa cho roi cho vọt mà không dám kể ra, bởi vì mình phạm tội thì Chúa mới cho roi cho vọt. Lại có kể về cái câu chuyện lại cố làm cái ngày Chủ nhật, để rồi cái ngày Chủ nhật đó Chúa đã làm cho lại bị thất bại nặng nề, để là từ đó về sau lại sợ, lại không dám làm, lại chia sẻ với anh em. Nhưng mà còn nhiều cái khác nữa, tuy rằng mình không nói ra, cho nên sáng hôm nay không cần quý ông bạn chị em nói ra, không cần. Nhưng cái câu hỏi mà ông mục sư qua hỏi lại cũng xin hỏi lại cho quý vị, đó là có cái điều nào mà vì yêu Chúa đã cho rồi cho vọt, quý ông bạn chị em ơi nhớ không? Và có cái điều nào mà Chúa sẽ cho roi cho vọt nếu như quý ông bà chị em vẫn tiếp tục làm trong hiện tại hay trong tương lai? Và nếu có thì lời của Chúa hôm nay dành cho quý ông bà chị em. Lời Chúa cứ nhắc hoài, nhiều người nói sao lại cứ lên lại nói vòng vòng cái chuyện mà có tội rồi ăn năn lại không có nói. Mà tại vì bài học này là của một cái nhóm, một cái... những một vụ bài học kinh sống kinh thánh hàng ngày ở trên thế giới thì tại soạn chứ không phải lợi, cho nên hôm nay Chúa vẫn muốn nhắc chúng ta qua cái việc này, thì lợi cũng cảm ơn Chúa, học chung với nhau rồi mình mổ xẻ là thôi. Cho nên lời của Chúa hôm nay cũng nhắc, ai có tai mà nghe hãy nghe. Chúng ta bịt lỗ tai lại,
bịt lỗ tai lại. Một đứa nhỏ dường như nó cha nó la hoài, bịt lỗ tai lại, không nghe đâu, không nghe, không nghe. Chúng ta đừng có như những đứa trẻ đó, bịt lỗ tai lại, không nghe. Nếu chúng ta không nghe, không thay đổi một ngày nào đó, tội lỗi chiếm lấy chúng ta, Đức Thánh Linh rời khỏi chúng ta, Đức Thánh Linh không ở chung với tội lỗi được. Chúng ta đặt nó làm cái ngôi ở trong lòng chúng ta để điều khiển chúng ta, thì Chúa Thánh Linh không ngự để điều khiển chúng ta. Và khi không có Chúa Thánh Linh, chúng ta không được ấn chứng, chúng ta không được cứu khi Chúa trở lại. Cẩn thận. Cho nên điều đầu tiên đó là Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì thì chúng ta phải nghe. Phải nghe. Và nghe thì sao? Đã nghe thì phải thay đổi, phải làm theo. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Mà Chúa làm sờ sờ ra đó lại không tin. Ví dụ như là dân sự của Chúa ngày xưa, Chúa rẽ biển đỏ để cho họ đi qua. Nhưng mà họ thấy rồi, tin rồi, nhưng mà rồi lại quên đó và lại đi thờ các thần tượng khác. Nên chúng ta cẩn thận. Chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta phớt lờ mặc dù Chúa làm những việc sờ sờ ở trước mắt đó. Rồi, cái điều thứ hai là chúng ta được nhắn nhủ. Nhắn nhủ ở đây đó là gì? Là cái điều nữa là những người chưa tin Chúa có thể hôm nay nghe bài học này, có những bạn, những người vô tình ghé qua tò mò nghe thì xin đừng có thoát ra đó, bởi vì nghe này cũng là một cái ơn của quý vị mà Chúa dành cho quý vị. Chúng ta hãy nghe, đó là lời của Chúa luôn phán dạy với mọi người chúng ta, nhất là với những người chưa tin Chúa, rằng Ngài là Đức Chúa Trời, hãy tin Ngài, đừng có tin vào những thần tượng hư không ở đời này. Nhưng mà lại nói ở đây thì không phải là muốn nói đụng chạm, mà lại chỉ mổ xẻ thôi. Lại chạy trên cái con đường đi Thủ Đức thì xung quanh đó là người ta làm tượng, làm tượng đó quý ông bạn chị em, làm tượng đi bán đó. Rồi có người rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền nha, để đến mua tượng về thờ. Và xin lỗi, cái này là lại nhìn thấy rõ ràng, có những cái bức tượng người ta để mưa gió bão bùng nó dơ, nó dữ lắm, nó đầy bụi, nó dơ vậy đó. Rồi thậm chí những cái tượng mà nhỏ nhỏ dưới, có những con chó đó đi ngang nó tè lên cái tượng đó, xung quanh đầy những cái dơ như vậy. Nhưng mà khi mà có người tới mua đó thì họ sẽ đem vào thổi lại, rửa lại, thổi sạch lại, rồi sơn phết lên lại rồi họ bán. Bây giờ dù chúng ta có lấy ngọc, chúng ta có lấy vàng, chúng ta làm một cái tượng thì nó vẫn là cái tượng. Xin lỗi, đây là phân tích đúng theo lời ở trong Kinh Thánh. Đó là tượng, là gỗ, là cái vật ngọc quý gì đi nữa thì tất cả những cái đó vẫn là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chỉ là cái kim loại quý mà mình thấy quý đó, thật ra đối với Chúa một phán một tiếng là có đầy ngọc, đầy ngọc, đầy kim cương. Kim cương trong đất cũng là do Đức Chúa Trời tạo nên. Dù chúng ta có lấy kim cương, chúng ta có lấy vàng, chúng ta tạo nên một cái tượng thì nó cũng chỉ là vật thọ tạo của Chúa. Và có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, có cái tay mà nó không có hành động, có chân mà không thể chạy. Bây giờ nhà mà cháy thì cái tượng nó không tự cứu được nó. Con chó nó đến nó tè vô, nó cũng không tự chạy, không cứu được. Đó là điều thực tế. Nhưng chúng ta lại không chịu nghe, trong khi Chúa là đấng đã làm nên những điều kỳ diệu ở trên đất này, chúng ta lại không tin. Chúa làm sấm chớp, Chúa làm mưa, làm gió, Chúa ban không khí cho chúng ta, ban nước cho chúng ta, chúng ta lại không thờ. Nói tới đó thôi, chỉ nhiều đó thôi. Quý vị hiểu, quý vị có lỗ tai nghe lời của Chúa thì mong rằng hãy tìm hiểu đi, tại sao Chúa nhắc nhở quý vị như vậy. Và nhắc đến ông bạn chị em, những người tin Chúa, là chúng ta đi làm chứng thì chúng ta cũng không ngạc nhiên gì họ không nghe. Ở đây chúng ta thấy rằng ông Phaolô, ông có viết ở trong Timôthê nhì đoạn 4, ông có viết như thế nào: vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Phải thời chúng ta không? Nói vào đâu cũng nghe. Nhưng mà họ thích nghe những cái giáo sư hài hước, họ thích nghe những giáo sư triết lý, thích nghe mà không bao giờ nghe. Thích nghe một vị giáo sư lớn, giáo sư vĩ đại phán với họ, họ không nghe.
chữ đó họ không nghe, lời kinh thánh không nghe, trong khi những giáo sư ở đời này cái kiến thức của họ rất là hạn hẹp, nhưng lại nghe, lại rất là như chịu nghe. Nhưng mà trong khi họ bịt tai không nghe lẽ thật và xây hướng về chuyện huyễn, ngày hôm nay người ta thích xem những cái clip, những cái video hài hài nhảm đó, những cái video mà xem thì cái, có một cái anh đến nói anh không hiểu sao những video triệu view, những video mà nó nhảm nhảm làm sao đó. Thì cái đó cho thấy là trình độ dân trí của mình hay cái giáo dục trong xã hội mình suy đồi quá, anh nói như vậy. Và lại nhiều khi cũng thấy có những cái chuyện chúng ta tập trung vô, chúng ta những con cái của Chúa rồi đó mà chúng ta vẫn bị cuốn vào trong những cái đó. Người ta thích xem giải trí hài hước hơn là nghe bài giảng, hơn là đi nhóm lại thờ phượng Chúa. Chúng ta thích xem những cái tin giật gân, những tin hot, những cái mà nó giống như nó kích thích vô cái bản ngã, cái tư dục, cái tư lợi gì đó của mình đó. Thích nghe lắm, thích nghe những cái điều gì đó đó. Chúng ta vẫn giống như những người ở đời, cho nên chúng ta phải cẩn thận trong năm mới này. Chúng ta biết nghe những cái gì và chúng ta không nghe, không được phép nghe những cái gì. Ở đây lại không có nói chúng ta không được nghe nhạc hay là xem hài, không được nghe những chương trình giải trí, không phải. Nhưng nếu như chúng ta đang lậm vào trong đó, chúng ta đang chuối vào trong những cái việc đó, chúng ta phớt lờ đi lời của Chúa, chúng ta không học lời Chúa, chúng ta bỏ bê việc nhóm lại, chúng ta tập chú, chăm chú vào những cái điều đó, thì những cái điều đó nó đang chiếm hữu và chúng ta là nô lệ của nó. Thì chúng ta cẩn thận những cái điều đó. Chúa không có muốn, Chúa không đẹp lòng. Và Chúa muốn chúng ta nghe lời của Chúa bằng cái lỗ tai thiêng liêng, lỗ tai thuộc linh, chứ không phải nghe rồi lỗ tai bên đây chạy qua lỗ tai bên đây bay mất. Có người nghe bài giảng hay gật đầu đi, amen amen amen, về quên trơn, về quên trơn. Nghe lúc đó hay lắm, một sư giảng cái gì cũng hay, một sư nói cái gì cũng đúng, nghe hay quá, về quên mất, không có làm theo. Bởi vì chúng ta nghe đó là chúng nghe bằng cảm tính, bằng suy nghĩ, bằng tâm trí, chưa nghe bằng tấm lòng tiếp nhận lời của Chúa. Nên trong năm mới này, xin Chúa mở lỗ tai thiêng liêng thuộc linh của chúng ta để chúng ta nghe được lời của Chúa một cách cho cá nhân mình, để chúng ta nhớ và chúng ta làm theo. Vậy thì chúng ta phải học được những điều như vậy trong năm mới này. Nhớ, nhớ là chúng ta luôn luôn được Chúa ở cùng nhắc nhở chúng ta. Chúa Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta nhắc nhở chúng ta, cái đó không được nha con, cái đó sai đó. À, hay là lúc mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị nóng nảy lên thì Chúa nói, à, Trái Thánh Linh, chúng ta phải có Trái Thánh Linh, chúng ta phải có biểu hiện đời sống của Chúa Thánh Linh. Hay là chúng ta chuẩn bị làm cái gì đó mà của con người cũ, Chúa nói chết, phải chết người cũ. Lời Chúa luôn nhắc chúng ta, chúng ta phớt lờ đi, chúng ta bịt tai lại, chúng ta không nghe, chúng ta không sửa, thì chúng ta không thể nào tiếp nhận được những cái sự dạy dỗ thiêng liêng của Chúa, không thể nào thấy được sự ngọt ngào trong lời của Chúa, không thể nào thấy được tình yêu của Chúa ngọt ngào dành cho chúng ta thế nào. Và cái bài học thứ hai đó là chúng ta đi làm chứng cho những người xung quanh, thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên vì cớ họ nghe mà họ không hiểu. Vì cớ người ta mình mời truyền giảng hoài, họ không đi, nhưng mà có cái vé đi xem ca nhạc miễn phí là họ đi ngay, xem hài miễn phí họ đi ngay. Vì những cái đó nó thu hút lắm, những cái đó nó hấp dẫn lắm, nó đang cuốn lòng người ta theo cái đó. Và đây là cái thời kỳ mà Kinh Thánh nói, đó là họ thích nghe những chuyện huyễn hoặc, thích nghe những triết lý ở đời hơn là nghe lời của Chúa. Nhưng phần chúng ta là gì? Chúng ta phải giảng, chúng ta phải rao giảng, bất luận gặp thời hay không gặp thời, cũng phải cố khuyên. Lời của Chúa nói rõ ràng, cố khuyên, hãy cố mời họ cho được và cầu nguyện cho họ để đến khi Chúa thương xót, Chúa giúp cho họ thoát ra khỏi cái đó, để đem họ từ vị trí nô lệ đó để trở thành con cái của Chúa. Và bài học thứ ba là dành cho những người chưa tin nhận Chúa. Quý vị đang tin, đang nghe, đang thờ vào cái gì? Quý vị phải thấy rằng những thần tượng hư không ở đời này, những hình tượng, những bức tranh, dù là vẽ những vị thần rất là hùng dũng, mạnh mẽ, nhưng những bức tranh đó, những cái tượng đó không tự cứu được. Bởi vì Kinh Thánh nói rõ
những cái tượng hư không đó có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, có tay chân mà không có hành động, nó không tự cứu được nó. Và dù nó làm bằng vàng, kim cương, ngọc bích rất là quý, có người mua vài chục tỷ đến một cái tượng về để thờ, thì ăn trộm mà có tới được lấy thì nó cũng không tự chạy được. Nhà có cháy không tự chạy được, không tự cứu chính cái tượng thì làm sao có thể cứu được những người thờ tượng đó. Cho nên lời của chú nói sao lời thầy nói vậy thôi. Nên quý vị ơi, nếu quý vị có tai thì nghe, đừng có bịt lỗ tai. Quý vị hãy suy xét đi những điều mà chú nói đó đúng, hoàn toàn đúng. Và lúc đó quý vị hãy tỉnh táo, hãy tìm hiểu xem Chúa là đấng như thế nào. Hãy đến một hội thánh Tin Lành Việt Nam gần nhất, gần chỗ quý ông bạn chị em. Cứ hỏi một sư sẵn sàng trả lời cho quý vị. Chúa luôn luôn chờ đón quý vị. Chúa luôn luôn muốn phán vào lỗ tai quý vị những lời im dịu, những lời nhắc nhở. Hãy đến để hưởng được sự dạy dỗ của Chúa, để phục hồi, để trở làm con cái của Ngài. Rất là tuyệt vời thưa quý mạnh chị em. Cảm ơn Chúa. Giờ chúng ta cùng cầu nguyện là Chúa trao thương của chúng con. Chúa, trong thời giờ ngắn ngủi sáng nay, lời của Chúa lại nhắc chúng con về sự chúng con phải ăn năn, chúng con phải từ bỏ cái con đường xấu xa, con đường tội lỗi. Chúng con phải nghe lời của Chúa bằng lỗ tai thiêng liêng, lỗ tai thuộc linh. Xin Chúa mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con. Xin Chúa Thánh Linh Ngài luôn luôn ở trong lòng của chúng con. Xin chiếm hữu chúng con và điều khiển chúng con. Chớ để chúng con đi theo đời này, nghe những chuyện huyễn, nghe những điều hư không, những triết lý tưởng chừng như khôn ngoan của con người, nhưng chẳng ra gì. Nó đem chúng con xa khỏi Chúa. Xin hãy giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin giúp ba anh chị em con. Xin giúp những người đang đi ra làm chứng không nản lòng để tiếp tục nói. Vì chúng con biết rằng đây là giai đoạn mà người ta bịt lỗ tai lên ngay. Người ta không nghe lời của Chúa, nhưng người ta sẵn sàng nghe những chuyện huyễn hoặc ở đời này. Xin Chúa giúp chúng con. Và xin Chúa giúp cho những người chưa tin nhận Chúa, để ông bà anh chị em con có được sự khôn sáng của Chúa soi dẫn cho họ, để họ mở mắt ra, họ mở lỗ tai ra, họ nghe và họ biết họ đang đi sai rồi, để ông bà anh chị em cũng được cứu trở lại làm con cái của Chúa, hưởng phước hạnh như chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin dâng hết thảy trong tay thương của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Kính chúc quý ông bà anh chị em một ngày mới được ơn của Chúa và nhận được những sự mới mẻ khi chúng ta được Chúa mở lỗ tai thiêng liêng, nghe được lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa và xin cảm ơn quý ông bà anh chị em.